Hello, xin chào các bạn. Như thường lệ, video này mình sẽ giới thiệu tiếp 5 sản phẩm giá rất tốt trên Lazada. Ok, sản phẩm đầu tiên, vâng, vẫn là sản phẩm quen thuộc thôi, bộ 10 quần lót nam và giá đang giảm tiếp còn 76.000. 76.000 10 quần thì 7.600 một cái à. Siêu rẻ, không thể rẻ hơn được nữa rồi. Và tiếp theo đó là con chuột bảo hành 3 tháng. Các bạn lưu ý là con chuột này dùng cổng PS2, nhưng máy tính của các bạn mà không có cổng PS2 thì phải mua thêm cái đầu chuyển mười mấy nghìn thôi, từ PS2 sang USB. Và giá con chuột này thì cũng quá rẻ luôn, 14.500 đó. Các bạn thể tham khảo qua hình và một vài thông số ở đây. Đấy, rất rẻ, 14.000 con chuột. Sản phẩm thứ ba mình muốn giới thiệu đó là cái tay sen tăng áp, có giá là 29.000 thôi, rất rẻ. Mình cũng đã mua sản phẩm này và dùng được phải gần tháng rồi, thì mua cũng lâu lắm rồi và cũng có làm video rồi. Mình sẽ up video giới thiệu sớm cái sản phẩm này cho bạn xem. Bây giờ hiện tại dùng vẫn rất là ok luôn, không có vấn đề gì, và nó cũng tương đối là mạnh. Các tia nước của nó bắn ra ấy rất là nhỏ và nói chung là tắm sướng. Và sản phẩm thứ tư mình giới thiệu đó là cái bình nước thủy tinh 500ml, có giá là 24.000, cũng rất là rẻ thôi. 500ml thì khá là to đấy. Đây, một vài thông số các bạn có thể xem và mua. Và sản phẩm cuối cùng đó là cái tai nghe. Tai nghe này cũng được khá là nhiều bạn mua đánh giá tốt, mà cũng có giá chỉ là 35.000 thôi. Các bạn nào muốn mua cái tai nghe chụp tai cho game thủ mà không có điều kiện kinh tế cao thì mua cái sản phẩm tai nghe này. Tham gia nhóm một mã giảm giá.com để nhận mã giảm giá và các tin khuyến mãi hot, hoặc nhóm kathen.com để săn hàng giá rẻ. Link nhóm ở mô tả hoặc trong comment. Ok, như vậy là video này mình đã giới thiệu 5 sản phẩm giá rẻ trên Lazada. Các bạn có thể video hết like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất, những sản phẩm giá rẻ ở những video sau. Mọi thắc mắc vui lòng comment dưới để giải đáp. Các bạn muốn review sản phẩm nào comment dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.